thử phá đảo con game. Chơi được con cao nhất đấy. Đây là DLC mới nhất của game Quỷ Cốc các bạn. Đối với cái mốt khó nhất thì mình chắc không vứt cái đồ nào hết. Nhận hết. Ok, đây đông thêm một chiều đao rồi, chắc là mình vui đao luôn cho nên nó lành. Mình giữ lại ulti bởi vì ulti con này sẽ hồi full máu rồi. Tăng đam. Tăng đam, tăng tầm đánh, thứ các thứ. Vừa lên cảnh giới cấp tốc chạy đi nào, thêm ngon nút tốc đánh nữa. Vitality đi. Five boon. Cho pick được mỗi cái đao pháp à? Ủi đấy nhỉ. Quái đéo thì đánh 3 phát cũng chết nhỉ. May có hút máu. Skill up, skill up, skill up. -3 máu tự hồi. Nhưng mà lick trên lại cộng 10%. Đam. Siêu block tức là tạo ra bản thân một cái siêu từ coi nhỉ, cái đâu nó lại ngon thử đi. Ui ồ
mình cũng chưa thấy cái độ đỡ của nó là như nào. Bên chỗ này đánh cho sao. Fairy Flame. Ok, tăng 20% đam mà, nhưng mà thôi, đam chính của mình là vẫn là đao này. Đấy gọi là siêu hay chơi siêu nhỉ? À, win này. À, cái này là triệu rồi. Siêu block. Đây, cậu thẩm vật siêu thử cho nó đã. Cái này sao cậu máu lắm, khá ngon. Thử coi. Đéo dịch cái lô nó được cứ nhận hết rồi, xác định nhận hết. Ồ siêu này ngon hơn là cái này nhiều, chắc là quên kỹ năng đấy. Đây cái này đi. Chiến đấy, có lá chắn này ngon này, lá chắn này cũng ra à, tránh đam tầm xa ngon này kia bao nhiêu. Bên cảnh giới có kịp giết con tinh anh này không đây? Kịp giết, kịp giết. Mỗi điểm đào phát. Bạo kích bội xuất. Mỗi điểm đào phát. Attack speed.
cả công pháp tư chất cộng một. Chiêu xìu ngon đét, ngon hơn cái chiêu lửa kìa. Mỗi 15 siêu cộng 1% đam. Counter cứ mất mỗi 6% 6% máu này cộng 1% đam. Thể lực kiểm tranh tức là này tranh
cầm to vậy luôn. Đưa đao đang có hết tầm. Một chín chín tiền. Ôi, mỗi 6 công kích để miễn dịch một công kích. Ngon thế nhỉ. Cao đi khỏe vẫn luôn. Kỹ năng trì tục thời gian bạo kích thể lực attack speed mình có 300 máu nên chủ yếu đấy. Hệ đao đang vừa to vừa nhỏ.
Cái này ngon này. Attack speed còn đấy nhỉ. FK view. Mày gọi là chắn á, không mình tự vẽ đâu à. Mình có cái cutter ra tắc kia ngon về đảm bảo đang tăng vút luôn. Ulti thì để phòng thủ hồi máu lúc nguy cấp.
đau thì mẹ bổ liên tục. Cùi với tôi ở đâu nó qua để AFK cho nhanh. Bèo 486 mẹ máu luôn. Đang cảm giác cũng hơi bé. Trời ơi, không có tiền, muốn đấy phải có tiền.
tiền nó. Vitality. Ủa, mua hết 1.000 tiền luôn. Tôi không hết tiền. Loạn đả đao.
đi nhặt tiền cái đồ. Bot này mạnh vãi luôn. Để di chuyển à? Lâu thế, kéo ngủ gật mất. Chắc mình bỏ dòng quy rồi chứ.
chim để sao. Tám mươi sáu nghìn máu phải lâu rồi.
Lâu thế. Mẹ vẫn còn 200.000 máu, đã lâu. Bảy mươi nghìn máu.